Em, chúng ta sang phần ví dụ. Số con của một gia đình trong một dãy phố như sau. Đây lần lượt này. Đây, để các giá trị. Được chưa nào? Đây là thầy cho một cái bảng giá trị ban đầu. Người ta yêu cầu lập bảng tần số rồi biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Đây, chúng ta có nhá. Thế thì ví dụ một của chúng ta nào. Thứ nhất là chúng ta bảng tần số trước. Đúng không nào? Chúng ta lập bảng tần số trước. Bảng tần số của chúng ta thì gồm có hai dòng hoặc là hai cột tùy các em vẽ. Nhưng ở đây thầy sẽ vẽ theo hàng ngang. Tức là gồm một là giá trị, hai là tần số. Đây, chúng ta có giá trị là x, tần số là n. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta có những giá trị gì? Chúng ta có giá trị lần lượt từ 1 đến 4, đúng không nào? Chúng ta có một này, một con đúng không? Hai này, chúng ta có 3 này và chúng ta có 4 thôi. Thứ nhất là gia đình có một con thì có bao nhiêu gia đình? Thì các em tập trung đây thầy chúng ta đếm. Ở dòng trên là có hai gia đình một con, ở dòng dưới chúng ta có bốn gia đình có một con. Tất tổng là bằng 6 gia đình.